sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 5 token có ký hiệu LXV. Con này có khoảng 5 đô trên một cái, trên Buximbot, trên một cái dự án của Litecoin nghe tất cả các bạn. Con này tham gia chương trình này góp các bạn nhận được 5 token, mỗi một lượt ghép thì 0.5 token LX có ký hiệu LXC. Con này là 5 token khoảng 25 đô ạ. 0.5 là khoảng 2.5 đô ạ. Rồi để tham gia chương trình airdrop các bạn bấm vào nút join kênh Telegram group nè các bạn, từ Buximbot các bạn. Bạn chờ chút các bạn. Đấy. Sau khi các bạn join, các bạn bấm vào Astavit, các bạn join vào rồi các bạn điền thông tin lên, các bạn điền thông tin là username của mình, của nó cho một của mình cho nó nha các bạn, là username Telegram. Rồi các bạn join tiếp kênh channel nó, các bạn điền là username các bạn, cứ bấm vào Astavit rồi các bạn bắt up lên các bạn. Bên Buximbot này các gầy dãy nhận 2 tốc cần nè, các bạn follow theo word và từ quýt nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại, các bạn điện username theo quên mình nha các bạn. Rồi các bạn follow Facebook. Rồi các bạn bắt up lại, các bạn vào setting copy cái username của mình là các bạn nào chưa cài username Facebook thì vào chuyển qua trang web máy tính, vào setting cài đặt username cho Facebook nha các bạn. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube, gỡ lại đường link URL của nó cho của mình cho nó nha các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ với ERC20. Các bạn nhận được 5 token nữa các bạn. Bạn quét địa chỉ ERC20 bên dưới chút wallet MetaMask Intercan các bạn. Rồi các bạn bắt up lại, các bạn điền cho nó mail các bạn. Và video mình kết thúc các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời. Con này cũng như làm mấy con kia thôi, rất là dễ các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.